Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với tin tức 24 giờ HD. Trong bản tin đặc biệt về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Tiền Giang làm rõ vụ thai phụ tử vong tại bệnh viện phụ sản sau tiêm ngừa vaccine COVID-19. CEO Đại Nam tuyên bố sẽ kêu oan tới Tổng Bí Thư, Thủ tướng chuyện mình bị hành hung hội đồng tại trụ sở công an. Vì quyền lợi người dân và đất nước, chứ đừng chỉ vì an toàn cho cái ghế. Nghệ An ăn chặn tiền hỗ trợ thiên tai, chủ tịch xã và thuộc cấp bị khởi tố. Cần kỷ luật lãnh đạo địa phương làm trái quy định của Trung ương về chống dịch. Bộ Y tế quy định chỉ hai nhóm người cần xét nghiệm COVID-19 khi đi lại giữa các địa phương. Ngay sau đây, kính mời quý vị đến với phần nội dung chi tiết. Tiền Giang làm rõ vụ thai phụ tử vong tại bệnh viện phụ sản sau tiêm ngừa vaccine COVID-19. Kính thưa quý vị, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã thành lập hội đồng chuyên môn bệnh viện để làm rõ vụ việc thai phụ tử vong. Ngày 18 tháng 10, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang cho biết đã thành lập hội đồng chuyên môn bệnh viện liên quan vụ việc thai phụ 24 tuần tử vong tại bệnh viện. Theo báo cáo của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, lúc 18h30 phút ngày 15 tháng 10, khoa khám cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nữ 36 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, trong tình trạng khó thở, mang thai 24 tuần, sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 2 vào ngày 13 tháng 10 tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo. Đến 18h50 cùng ngày, bệnh nhân tự tháo monitoring và oxy và đi vào nhà vệ sinh cách giường bệnh 5m và ngất quỵ xuống đất. Lập tức bệnh nhân được đưa vào băng ca cấp cứu trong tình trạng không phản xạ, mạch quay không bắt được, huyết áp không đo được, nhịp tim không nghe được. Bệnh nhân được các bác sĩ hồi sức tích cực nhưng đến 19h30 cùng ngày thì tử vong. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Thị Thu Hà, quyền giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, bệnh nhân ca mang thai con lần 2 và có tiền sử cao huyết áp đang điều trị. Sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 được 1 ngày thì bệnh nhân có biểu hiện nặng ngực và khó thở. Sau khi bệnh nhân tử vong, gia đình không đồng ý mổ tử thi và ký cam kết nên bệnh viện đã điều xe cấp cứu và nhân viên y tế đưa thai phụ tử vong về nhà. Ngày 17 tháng 10, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã quyết định thành lập hội đồng chuyên môn bệnh viện họp kiểm thảo vụ thai phụ tử vong. Vì quyền lợi người dân và đất nước, chứ đừng chỉ vì an toàn cho cái ghế. Kính thưa quý vị, người dân cần ở họ là những chiến tướng có tầm nhìn, có sách lược, có trách nhiệm với lợi ích chung, vì quyền lợi của người dân và của đất nước, chứ đừng chỉ vì sự an toàn cho cái ghế. Những ngày qua, tôi nhận tin nhắn ca thán của nhiều doanh nghiệp là Thủ tướng đã nêu tinh thần chỉ đạo không ngăn sông cấm chợ, nhưng một số địa phương vẫn chưa tạo điều kiện cho người lao động đi làm trở lại. Thậm chí khi công nhân đã có đủ thẻ xanh COVID, tiêm vaccine rồi vẫn bắt buộc phải ba tại chỗ, địa phương khó khăn như vậy, doanh nghiệp biết phải thực hiện làm sao? Thực trạng này được chính Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nêu ra tại hội nghị trực tuyến chiều ngày 15 tháng 10 với các địa phương trong cả nước. Đến cuộc họp sáng ngày 17 tháng 10, trên tư cách trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa chỉ ra, vẫn còn một số nơi chưa làm theo đúng quy định chung, thực hiện khác nhau, tạo ách tắc, vướng mắc không cần thiết, gây phiền hà cho nhân dân. Có thể thấy đang có tình trạng lệch pha nhất định giữa thực hiện ở địa phương với chủ trương, chính sách ở trung ương, kiểu chỉ đạo một đường là một nẻo. Và rõ ràng là trước tình trạng đó, từ lãnh đạo chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành đều đang tỏ ra rất sốt ruột. Thủ tướng quán triệt, tinh thần chung là lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch thống nhất, xuyên suốt từ trung ương tới địa phương. Các địa phương áp dụng linh hoạt, sáng tạo nhưng không được quy định trái với quy định của trung ương. Nếu thực hiện các biện pháp cao hơn, sớm hơn quy định chung thì phải báo cáo cấp trên. Trải qua 4 đợt bùng dịch, đặc biệt là đợt bùng dịch lần thứ tư vẫn đang dai dẳng, chưa chấm dứt hoàn toàn. Bản thân người viết hiểu áp lực với lãnh đạo địa phương là rất lớn. Chỉ cần một sự sao nhãng, chỉnh mảng trong khâu nào đó có thể sẽ khiến thành quả của một quá trình chống dịch đổ sông, đổ bể. Tuy nhiên, sự thận trọng này hoàn toàn khác với việc cố tình tạo ra những thủ tục, rào cản không cần thiết, làm khó doanh nghiệp và người dân. Chẳng hạn như thực trạng mà Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã nêu ở trên, công nhân đã có đủ thẻ xanh COVID, tiêm vaccine rồi vẫn bắt buộc phải ba tại chỗ. Vậy thì sự hợp tình ở đâu, hợp lý ở đâu? Xét về mọi khía cạnh đều không thấy được. Sau những đợt giãn cách quy mô lớn, doanh nghiệp gắng gượng trở lại với hoạt động sản xuất kinh doanh. Họ đã bị tổn thương nặng nề vì dịch bệnh, chủ doanh nghiệp mệt mỏi với đủ thứ chi phí phải gánh gồng cùng nhiều nỗi lo toan. Bản thân người lao động cũng vậy, sức chịu đựng của họ bị bào mòn qua từng ngày, từng tuần. Rất nhiều người không thể trụ vững đã phải bỏ cuộc và đưa gia đình về quê.
Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, chỉ tính từ tháng 7 đến 15 tháng 9, đã có khoảng 1,3 triệu lao động về quê tránh dịch. Hầu hết những lao động ấy đã bị cạn kiệt về tài chính, không đủ khả năng chi trả tiền nhà trọ, sinh hoạt phí và không kham nổi chi phí xét nghiệm. Tôi nghĩ rằng hơn ai hết các địa phương đều hiểu rằng ở vào thời điểm này, những thủ tục rào cản, giấy tờ phát sinh mới có thể sẽ là những giọt nước tràn ly, khiến làn sóng rời bỏ thành thị để trở về nông thôn mạnh mẽ hơn. Không thận trọng sẽ khiến gãy chuỗi cung ứng lao động và doanh nghiệp khó mà hồi phục lại công suất sản xuất ngay sau khi dịch đã được kiểm soát. Khi đó, ai mới là bên thiệt hại lớn nhất? Người dân, doanh nghiệp bị tổn thương đã đành, địa phương sẽ tụt lại phía sau, những kế hoạch phát triển kinh tế sẽ khó thực hiện được. Khẳng định tầm quan trọng của nhiệm vụ chống dịch, nhưng lãnh đạo địa phương cũng cần thể hiện rõ hơn nữa trong công tác điều hành, không nhân nhượng với tiêu cực cục bộ. Người dân cần ở họ là những chiến tướng có tầm nhìn, có sách lược, có trách nhiệm với lợi ích chung, vì quyền lợi của người dân và của đất nước, chứ đừng chỉ vì sự an toàn cho cái ghế. CEO Đại Nam tuyên bố sẽ kêu oan tới Tổng Bí Thư, Thủ tướng chuyện mình bị hành hung hội đồng tại trụ sở công an. Kính thưa quý vị, hiện nay sự việc CEO khu du lịch Đại Nam tố ông Võ Hoàng Yên và nhóm luật sư hành hung tại cơ quan công an đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong buổi livestream vào chiều ngày 17 tháng 10, CEO khu du lịch Đại Nam đã tiết lộ cho người xem biết nhiều thông tin quan trọng. Đáng chú ý là việc bà bị ông Võ Hoàng Yên và nhóm luật sư của ông Yên hành hung, xỉ vả ngay tại trụ sở cơ quan công an. Nữ đại gia Bình Dương khẳng định thông tin này là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu nói sai. Bên cạnh đó, vì quá bức xúc nên bà còn tuyên bố sẽ đưa chuyện này báo lên Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước và các cấp lãnh đạo. Tôi sẽ kêu tới Bác Trọng, tôi sẽ kêu tới Thủ tướng, tôi sẽ kêu tới tất cả các cấp lãnh đạo. Hãy nhìn vào tại sao công an ở thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ người dân bằng cách để cho 5 người hội đồng một người, bà chủ khu du lịch Đại Nam cho biết. Trước đó vào chiều ngày 16 tháng 10, nữ đại gia có đến trụ sở phòng cảnh sát hình sự PC02, công an thành phố Hồ Chí Minh để làm việc về các vấn đề liên quan đến ông Võ Hoàng Yên. Buổi làm việc có sự xuất hiện của ông Yên, 4 vị luật sư bảo vệ ông Yên, bà Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng và một vị luật sư phía bà Hằng. Được biết trong buổi livestream trên mạng xã hội chiều ngày 17 tháng 10, bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương cho biết bà bị một nhóm người hành hung. Cụ thể khi livestream, bà Hằng nói, chiều ngày 16 tháng 10, bà đến trụ sở phòng cảnh sát hình sự PC02, công an thành phố Hồ Chí Minh để làm việc về vấn đề kiện tụng liên quan đến ông Võ Hoàng Yên. Lúc này có sự xuất hiện của ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư của phía ông Yên. Riêng một luật sư còn ngồi gác hai chân lên bàn làm việc. Bà Phương Hằng cho biết lúc đó ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư hành hung bà tại công an thành phố Hồ Chí Minh có sự chứng kiến của cán bộ công an. Bà Hằng khẳng định ông Võ Hoàng Yên đánh bà trong khi một luật sư đứng lên tiến tới xỉ vào mặt bà. Và sau đó chính người công an đang thụ lý vụ án này đã gọi điện thoại cho vài người công an nữa xuống giữ trật tự. Trong clip livestream, bà Hằng có nêu rõ tên của luật sư ca. Bà Phương Hằng còn tuyên bố chịu trách nhiệm trước pháp luật về phát ngôn của mình, đồng thời nói sẽ làm đơn yêu cầu Bộ Công an và các cơ quan chức năng yêu cầu trích xuất camera để làm rõ, xử lý vụ việc. Tôi cam kết những điều tôi nói là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, bà Hằng quả quyết trong livestream. Liên quan đến sự việc nói trên, theo thông tin trên báo, một nguồn tin phía cơ quan công an cho hay chưa nghe và sẽ cho nắm lại vụ việc. Một nguồn thông tin khác thì nói rằng có sự việc bà Hằng cùng một luật sư gặp mặt với ông Võ Hoàng Yên và nhóm luật sư của ông Yên tại trụ sở phòng PC02, công an thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên có lớn tiếng nhưng không có chuyện bà Hằng bị hành hung. Bên cạnh đó, trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư LTK, người được bà Hằng nêu tên trong livestream, cho biết ngày 16 tháng 10, Công an TP.HCM mời các bên lên làm việc về nội dung bà Hằng tố cáo ông Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Buổi làm việc diễn ra tại trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM có ông Yên, luật sư K và 3 luật sư khác bảo vệ cho ông Yên. Phía bà Hằng có một luật sư, bà Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng. Tuy nhiên, luật sư ca khẳng định hoàn toàn không có việc bà Hằng bị hành hung như nội dung bà livestream. Buổi làm việc diễn ra từ 8 giờ 30 sáng đến khoảng 13 tới 14 giờ trưa thì kết thúc. Nghệ An, ăn chặn tiền hỗ trợ thiên tai, chủ tịch xã và thuộc cấp bị khởi tố. Kính thưa quý vị, trước ngày 18 tháng 10, Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án. Bắt tạm giam đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khai Sơn và cán bộ nông nghiệp địa chính xã này vì liên quan đến sai phạm chi trả tiền hỗ trợ thiên tai cho người dân. Trưa ngày 18 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khai Sơn
và một cán bộ nông nghiệp địa chính xã Khai Sơn vì liên quan đến chi trả tiền hỗ trợ thiên tai cho người dân trên địa bàn năm 2020. Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã có quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1981, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khai Sơn và bà Phan Thị Hoài, cán bộ địa chính nông nghiệp xã Khai Sơn vì nghi ăn chặn tiền cứu trợ thiên tai cho người dân. Sáng nay, hai người trên đã bị khởi tố bắt tạm giam 3 tháng để điều tra làm rõ những sai phạm liên quan đến việc chi trả, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã. Vị lãnh đạo này cho biết, theo đó bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bà Phan Thị Hoài bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Được biết, số tiền sai phạm liên quan đến chi trả cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2020 lên đến cả 100 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục làm rõ để sớm kết luận điều tra. Cần kỷ luật lãnh đạo địa phương làm trái quy định của Trung ương về chống dịch. Kính thưa quý vị, Nghị quyết 128 của Chính phủ về hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn với dịch COVID-19 được yêu cầu thực hiện thống nhất trên toàn quốc, nên với những địa phương nào thực hiện trái quy định cần có xử lý nghiêm. Đó là kiến nghị được đưa ra tại tọa đàm Nghị quyết 128 hướng tới bình thường mới được Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức sáng ngày 18 tháng 10. Đánh giá về Nghị quyết 128, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho rằng đây là quyết sách đúng đắn, phù hợp trong tình hình mới để thích ứng linh hoạt với dịch. Tuy vậy, khâu tổ chức vẫn là quyết định trong thành công việc thực hiện nghị quyết, đơn cử như vấn đề giao thông vận tải. Chủ trương đúng rồi nhưng triển khai phải đồng bộ, dừng xe 5 phút trên đường dẫn tới hàng trăm xe nối đuôi nhau đến hàng giờ đồng hồ, gây bức xúc doanh nghiệp. Hay đã yêu cầu áp dụng công nghệ QR nhưng vẫn có địa phương ghi thủ công từng số xe, rồi yêu cầu chung là xét nghiệm có hiệu lực 72 giờ nhưng có địa phương chỉ cho 48 tiếng hay 24 tiếng, ông Thọ dẫn chứng. Để giải quyết tình trạng không cắt cứ chia cắt, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chỉ ra một trong những yêu cầu của nghị quyết là cần tổ chức triển khai thống nhất từ trung ương đến địa phương. Địa phương được cho linh hoạt áp dụng các biện pháp cụ thể nhưng không được trái với quy định của trung ương, không gây ách tắc giao thông hàng hóa, cản trở sản xuất kinh doanh. Trong trường hợp các địa phương áp dụng biện pháp cao hơn nghị quyết hay việc tổ chức triển khai thực hiện còn bất cập, khó khả thi để thực hiện theo hướng dẫn, cần đề xuất bộ ngành liên quan để sớm có hướng dẫn, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, ông Tuyên nêu. Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện đặt câu hỏi tại sao người dân phải tuân thủ quy định về phòng chống dịch của các cấp ở địa phương, nhưng cấp tỉnh lại không tuân thủ cấp trung ương. Từ đó ông cho rằng việc chuyển trạng thái chống dịch sang thích ứng an toàn, đảm bảo tính thống nhất, tính tuân thủ cao và kịp thời phản hồi, thực hiện để không khủng hoảng an sinh, khủng hoảng sản xuất kinh doanh. Cần tránh tình trạng ăn đong, nay chỉ đạo thế này, mai chỉ đạo cái khác trên cơ sở thống nhất ban hành văn bản của địa phương, vận dụng đúng. Các địa phương tuân thủ sự chỉ đạo trung ương thống nhất nhưng phải vận dụng linh hoạt, không được chủ quan mà cần có tuyên truyền chỉ đạo đúng đắn, hỗ trợ người dân tham gia cùng chính quyền. Ông Nhưỡng đề nghị. Ông cho rằng để ngăn chặn việc các địa phương cắt cứ, áp dụng mỗi nơi một kiểu, cần phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc. Các địa phương không được đưa ra quy định vượt mức cần thiết. Trường hợp các bộ ngành địa phương làm trái quy định hoặc ban hành các quy định vượt khung nghị quyết 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế, ông Dưỡng đề nghị cần phải xem xét kỷ luật như đình chỉ, cắt chức một số lãnh đạo không tuân thủ, chấm dứt tình trạng trên bảo dưới không nghe. Trong việc triển khai thực hiện nghị quyết này cần phải theo dõi, đánh giá chặt chẽ người đứng đầu các địa phương, trong trường hợp nào thì phải đánh giá, báo cáo để xử lý kỷ luật, nếu không làm được thì để người khác vào làm, ông Dưỡng khuyến nghị. Bộ Y tế quy định chỉ hai nhóm người cần xét nghiệm COVID-19 khi đi lại giữa các địa phương. Kính thưa quý vị, theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân trừ những trường hợp sau. Theo hướng dẫn tạm thời mới nhất của Bộ Y tế tại quyết định số 4800/QĐ-BIT ngày 12 tháng 10 năm 2021 về thời gian thực hiện nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, có 5 điểm cần lưu ý khi thực hiện xét nghiệm bao gồm không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân trừ trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng, phong tỏa ổ dịch. Nếu đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3, chỉ xét nghiệm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ. Những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ, người thuộc diện cách ly y tế hoặc theo dõi y tế và người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4. Hoặc cách ly y tế vùng, phong tỏa ổ dịch. Việc xét nghiệm được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ bao gồm
Các trường hợp có một trong các triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, khó thở, mất vị giác và khứu giác. Xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ khi cơ quan y tế thực hiện xét nghiệm tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người, cơ sở khám chữa bệnh, chợ đầu mối, bến xe, siêu thị với các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, lái xe, xe ôm, shipper. Cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở tự xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao động có nguy cơ lây nhiễm cao. Xét nghiệm để xử lý ổ dịch. Địa phương quyết định đối tượng, địa bàn xét nghiệm phù hợp tùy thuộc vào các yếu tố nguy cơ, tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch. Xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu trong trường hợp tầm soát, sàng lọc định kỳ. Yêu cầu về xét nghiệm tại hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và những người đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh, không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn. Ngay sau hướng dẫn của Bộ Y tế, ngày 16 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải có hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực, đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, hành khách tham gia giao thông, trừ vận tải hàng không, đường sắt, đáp ứng các yêu cầu sau. Tuân thủ thông điệp 5K, khai báo y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền. Chỉ yêu cầu xét nghiệm khi có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ vùng có dịch ở cấp 3 và khách đến từ vùng có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa ổ dịch. Không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại cho địa bàn. Xét nghiệm hành khách trong các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở. Đề xuất bỏ quy định tiêm đủ vaccine COVID-19 mới được đi máy bay. Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp sau. Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ hoặc đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa, việc xét nghiệm COVID-19 có giá trị trong vòng 72 giờ. Với vận tải hàng không, tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại quyết định số 1776 QĐ-BGTVT ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và quyết định 1786 QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Với vận tải đường sắt, tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại quyết định số 1782 QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định mới về phòng chống dịch COVID-19 đối với các đối tượng áp dụng tại hướng dẫn tạm thời này thì thực hiện theo quy định mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ đến nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh Đồng hành cùng với tin tức 24 giờ HD. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.